Chào toàn thể các bác nha. Đến hẹn này lên thì hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2024. Em tiếp tục lên cho bác những cái clip mới nhá. Thì hôm nay thì vẫn như thường lệ là sẽ lên cho bác cái lưu máy cắt cỏ, nó sẽ gồm rất là nhiều những mẫu khác nhau. Thì đợt này theo quan sát thì các bác thấy là có cái lô hàng mới về, nên là đợt này là máy của nó rất là nhiều máy đẹp nhá. Và rất là phong phú và đa dạng nhiều loại máy khác nhau. Đấy. Đây thì hôm trước thì em có về khoảng hơn 400 cây, gần 500 cây ấy. Đấy. Nên là đợt này ví dụ các bác mua máy thì đợt này máy rất đẹp nhá. Máy rất đẹp và nói chung là thì bên em bán cho bác thì giá của nó thì rất rẻ thôi. Nó chỉ xấp xỉ hoặc là ngang bằng với cả giá thợ thôi. Đấy. Nên là các bác là người tiêu dùng các bác rất có lợi nhá. Đấy. Thì đây thì bác có thể đây tí nữa thì em sẽ đi vào chi tiết cái lô máy này này. Thì bên em đã lựa ra toàn những cái cây gọi là đẹp VIP để bán cho bác đây. Đấy. Đấy thì bác chú ý theo dõi nhá, sẽ lựa chọn cho mình những cái con máy nó ưng ý, toàn máy đẹp thôi. Đấy, các bác thể quan sát, máy rất là nhiều nhá. Đấy. Đây thì bác thể quan sát qua cái lô hàng mới về đây. Cái lô hàng mới về thì nó sẽ có đủ các hệ này. Ví dụ như là Komatsu này, Mitsu, rồi là Shindaiwa này, Echo này, rồi là Mazu này, TJ27 này. Đấy, Comde các kiểu này. Echo này, Honda cũng có luôn này. Com bao nhiêu đây này. Đấy, rồi là Mazu này, Echo này, máy 4 thì này. Đấy. Shindaiwa này. Trợ lực các kiểu, nói chung là nhiều nhá. Đấy, cái con 4 thì này mới viết đây này. Đấy. Rồi là đấy, G2K rồi là TJ27 các kiểu. Đấy, cái S26 cũng có con. Đấy, thì còn cái lô máy trên kia thì là toàn những cái máy rẻ rẻ, giá độ vài trăm nghìn cây thôi. Thì bác nào cần loại máy gì thì cứ liên hệ bên em. Thì bên em sẽ tính giá, nói chung là các bác nhiều, lấy nhiều hay lấy ít thì sẽ bên em tính giá tốt cho. Bác lấy càng nhiều giá càng tốt. Đấy, nói chung là giá cả thì nó có giá chung rồi. Thì bên em nói chung là bán cho bác thì nó cũng chỉ bằng với giá người ta thôi. Nhưng mà bên em sẽ cố gắng là lựa cho bác những con thật là đẹp. Đấy, đủ đồ. Đấy, bao hơi bao điện, nói chung các bác phải dễ làm mà các bác làm nó nhàn. Đấy. Nói chung là soạn kỹ càng cho bác ấy. Đấy. Nên là ví dụ như bác cần loại lô máy gì thì cứ liên hệ bên em nhá. Thì bên em sẽ soạn cho. Gửi hình, gửi ảnh qua Zalo các kiểu đấy là các bác ưng thì chốt. Đấy. Ok. Thế còn đây, Mazu đây. Mazu rất là đẹp. Toàn những máy đẹp cả. Mazu 20-23 đây. Đấy. Rồi là đây là những cái lô máy ba lô này, có nhiều con rất máy lớn có này. Côm kia các kiểu này, đấy, côm lớn, côm nhỏ rồi là gì đây? Nói chung là đủ các hệ đấy, Mazu, Mazik này, Mazu này đẹp này. Mazu đẹp. Đấy. Estin, Estiek các kiểu này. Côm lớn này, đấy. Rồi là đây, nguyên là máy rẻ rẻ đây, đấy. Rồi là đây là như đây nữa. Đấy, ba lô nhiều, có nhiều nhá. Đây nữa này. Đấy, nói chung là nhiều nhá, đa dạng cho bác lựa chọn. Đấy. Ok. Đấy, thì dần dần thì em sẽ đi lên hết lượt cho bác. Đấy, bác có thể là lựa chọn cho mình những con máy nó ưng ý. Thế còn đây là những cái lô máy cũ đây. Lô máy cũ đã dọn lổ ok rồi. Đâu đó khoảng gần 100 cây, thoải mái cho bác lựa chọn. Rồi. Thế tí nữa thì em sẽ đi vào chi tiết cái lô máy này nhá. Thì còn phần đầu chương trình thì bao giờ cũng thế, thì bên em sẽ dành một ít thời gian là giới thiệu cho bác về cái sản phẩm chè của địa phương nhá. Bởi vì chỗ em có một lợi thế rất lớn, đó là đất chè các bác nhá. Bác thể search trên mạng địa chỉ là ở Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình, có nông trường chè Sông Bôi. Chỗ em là cả một cái nông trường chè rất là rộng lớn, chính vì thế là các bác mua chè chỗ em là được cái giá gốc luôn, không qua trung gian. Giá thì bao cho bác là rẻ nhất trên thị trường luôn nhá. Nói chung là không một nơi nào có thể cạnh tranh được với cả đất chè các bác nhá. Chè chỗ em thì nó là giống chè tuyết thơm bác này, búp móc câu rất là ngon luôn đấy, bác có thể quan sát. Đấy. Chè này thì bên em bao cho bác 100% là chè mới nhá, không phải chè cũ. Nên là các bác mở bao bì chè ra nó sẽ có vị thơm nhá. Là đặc trưng của chè mới các bác nhá. Đấy. Chè bên em uống sẽ là nước xanh, vị thơm. Lúc đầu các bác uống thì chát, sau nó sẽ ngọt nhá và lưu hương. Đấy. Thì chè bên em có những cái loại như sau này. Loại thứ nhất là loại 130.000 một ký. Loại thứ hai là loại 170.000 một ký. Và loại thứ ba là 200.000 một ký nhá. Thì bên em sẽ ship từ 1 ký trở lên. Bác nào mà mua từ 1 đến 3 cân thì phí ship của nó rất là rẻ thôi,
chỉ từ 26 cho đến 35.000. Đặc biệt bác nào mua số lượng nhiều trên 3 ký bên em bao ship luôn nhá. Trên 3 ký nó áp dụng với loại chè 130.000. Thế còn bác nào mua loại 170 và 200 thì từ 2 ký đổ lên là bên em đã bao ship rồi nhá. Nên là bác không phải lo về chuyện phí ship. Bác nào mua máy mua chè bác liên hệ theo số thứ nhất. Bác nào mua chuyên về chè, đặt hàng về chè hoặc là cần tư vấn kỹ hơn về các loại chè thì bác liên hệ theo số thứ hai nhá. Chè hay là trà bắc đấy. Rồi ok. Đấy thì bác có thể là mua uống thử nhá, đảm bảo các bác sẽ rất là hài lòng đấy. Ok. Thì ngoài cái việc bán hàng nghĩa địa Nhật rất là nhiều nhá, thì bên em còn bán cả hàng mới nữa nhá. Hàng mới của bên em thì nó rất là phong phú và đa dạng nhiều loại máy khác nhau. Thì những cái mẫu máy mới này thì bên em đã bán từ cách đây rất là lâu rồi. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Đấy, chất lượng là thực tế là bác dùng là rất là ổn định, rất là ok. Đấy, chính vì thế là bên em đã duy trì nhá và phát huy. Đấy thì em đi vào chi tiết luôn nhá. Thì những cái mẫu máy mới này thì bên em bán cho bác là đủ bộ luôn, cả máy cả cần, phụ kiện đầy đủ đi kèm. Đồng thời là bao ship cho bác luôn nhá. Riêng máy mới này là bao ship luôn cho nó gọn. Đấy thì em đi vào chi tiết luôn này. Mẫu thứ nhất là cái mẫu máy này nhá. Mẫu này nó là cái mẫu máy Huquama CS430. Đấy CS430 nhá, thùng màu xanh này này. Đấy thì cái mẫu này thì công suất của nó rất là khỏe, nó lên tới là 43cc cơ. Và bít tông của thằng này là 40 ly. Thì cái thằng này thì nó thiết kế theo mẫu máy của thằng mẫu máy của thằng Mitsu TL43 đây này. Đấy bây giờ đồ đặc dùng chung luôn. Thì cái mẫu này thì chất lượng của xài rất là ok nhá, rất là ngon. Đấy đảm bảo cho bác rất là ngon. Chất lượng ổn định. Giá của nó thì là để cho bác mức giá là 1650 bao ship các bác nhá. 1650 bao ship cho cái mẫu này. Đấy. Ok. Đấy đảm bảo rất ngon nhá. Mẫu thứ hai này. Mẫu thứ hai thì nó là mẫu máy 4 thì nhá. 4 thì bác dùng xăng không thôi. Không phải pha nhớt gì cả, rất là tiện luôn. Cái mẫu này nó tên của nó là mẫu CX350. Công suất của thằng này là lên tới là nói chung là 35cc nhưng mà nòng bít tông của nó lên tới 39 ly cơ. Nói chung là nòng rất là to à nhá. Phát ca, vắt dao, vắt cước đều ngon. Thì cái thằng 4 thì này sẽ có đặc điểm là ăn tiền đó là thứ nhất là nó không phải dùng không phải pha nhớt, chỉ dùng xăng không thôi nên rất là tiện nhá. Đấy. Với thứ hai là thằng này công suất nó khỏe, phát dao phát cước đều ngon, tum rời. Đấy. Tum 330. Với thứ ba là cái thằng này là nó có đặc điểm là để lâu nó cũng rất nhạy lổ nhá. Đấy, với lý do quan trọng đó là cái bộ chế hòa khí này này hoặc là bình xăng con này là nó không pha nhớt. Chính vì nó không pha nhớt nên là ví dụ để lâu nhá, để lâu thì nó chế nó rất là sạch. Chính vì nó rất là sạch nên là nó rất nhạy lổ. Đấy, kể cả bác để lâu đến mấy nó cũng rất nhạy lổ. Đấy nên là rất là phù hợp với những cái bác nào gọi là thỉnh thoảng mới dùng. Thì bác dùng ngoài 4 thì rất là phù hợp nhá. Thì cái thằng 4 thì này thì em để cho bác mức giá là 1.600.000 bao ship nhá. 1.600.000 bao ship. Phụ kiện đầy đủ đi kèm. Đấy, 4 thì. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo nó là cái mẫu này nhá. Mẫu này thì là cái mẫu đây. Mẫu này là nó cũng là mẫu Huquama. Huquama CS541. Thì cái thằng này nó thiết kế theo mẫu máy của thằng máy Thụy Điển 541 các bác nhá. Đúng là máy Thụy Điển 541 luôn. Thì cái mẫu này nó là của cái hãng Huquama này này. Hãng này dùng cũng ok, rất là ngon luôn nhá. Đấy, chất lượng ok. Đấy. Mâm nửa size out đây này. Đấy. Nói chung là mẫu này thì đảm bảo bác dài ngon nhá. Đấy, xài chế Zimba luôn này. Chế Zimba là một hãng chế rất nổi tiếng luôn nhá. Đấy. Hầu như là ví dụ chế mới là bác thay là hay ra chế Zimba. Chất lượng cực kỳ ngon. Thì cái thằng này là ốc nổi này. Đấy, nói chung là nhìn thiết kế đẹp nhá. Ok. Tay cầm của nó thì cũng khá là dày. Đây. Đấy, thì cái thằng này là giá của nó là thằng này là sao nào? 1.950.000 nha các bác nhá. 1.950.000 bao ship. 1.950.000 bao ship nhá. Đấy. Thế còn cái mẫu gọi là VIP nhất bên em mà đắt tiền nhất bên em mà chuyên dành cho những bác nào gọi là phát nhiều phát liên tục hoặc là các bác đi phát thuê. Bác dùng em mẫu này. Mẫu này thì bên em bán phải nói là cực kỳ chạy. Chất lượng của nó phải nói là cực kỳ ok. Đó là cái mẫu này này, mẫu là Toshizo 541 này, VIP này.
VIP có nghĩa là có nghĩa là đỉnh cao đấy, cao cấp đấy. VIP có nghĩa là cao cấp, ở đây có nghĩa là cao cấp nhá. Đấy. Thì cái mẫu lạnh của nó thì công suất của nó cũng là trên 40cc và piston của nó cũng là 40 ly. Thì cái mẫu này thì mọi thứ nó làm đều cực kỳ dày. Các bác nhìn quan sát này. Nòng tản nhiệt rất dày. Vỏ thì cực kỳ dày, cứng cáp. Nọc gió thì là hai lớp. Đấy. Côn thì côn số. Đấy, côn số đây. Mâm lửa thì của hãng Aibu, hãng điện rất nổi tiếng. Đấy. Thì với thứ hai là những cái nhôm tay cầm và nhôm bóng cần của nó đều là loại rất là dày. Dày 2 ly luôn. Đây, anh nhìn nào. Dày 2 ly luôn. Đấy. Thì cái mẫu này là các bác có phản hồi là nó ăn rất là ít xăng nhá. Tức là cùng loại là 40 ly với nhau. Tức là thằng này ăn rất ít xăng. Thì cái thằng này giá của nó là 2.250.000 bao ship, 2.250.000 bao ship. Đấy, thì cái mẫu này thì đảm bảo thì hầu như những bác nào gọi là yêu cầu cao nhất thì nó đáp ứng đều ok luôn nhá. 2.250.000 bao ship. Ok. Thế còn bác nào mà mua cưa thì liên hệ bên em luôn. Thì bên em bán cái mẫu cưa này cho bác dùng gia đình thì cực kỳ ok này. Mẫu cưa này nó là mẫu cưa chen sâu CS2500. Nó là cái mẫu này này. Tức là nó sẽ có nhiều kiểu, nó hao hao giống như này. Nhưng mà cái thằng này là bên em nhập về là cái mẫu máy là cái hàng phân khúc, là nó hàng chất lượng cao. Nên giá của nó sẽ cao hơn so với, nó sẽ có những cái loại rẻ hơn đấy. Nhưng mà loại này nó là loại chất lượng cao nhá. Đảm bảo các bác luôn. Đây này, nhìn nó khác hẳn luôn. Đấy. Nó nhiều loại nó hao hao giống nhau thôi, nhưng mà có điều là các bác nhập vào thì mới biết thôi. Đây, hộp xích hộp như này này. Đấy. Thì cái thằng này thì để cho bác với mức giá giao lưu thôi nhá. Giao lưu để giới thiệu sản phẩm thôi thì là giá của nó là 1.450.000 bao ship, 1.450.000 bao ship nhá. Mẫu này. Dùng sướng lắm. Bền. Mới. Đấy. Thì sẽ có nhiều loại rẻ hơn đấy, nhưng mà bên em sẽ bán riêng ra bên em là nói chung là ưu tiên chất lượng nhá. Không yêu kiêng về cái loại gọi là lợi nhuận. Đấy. Ok, 1.450.000 bao ship nhá. Với thứ hai là bác nào mà mua cái đầu bò thì liên hệ bên em luôn nhá. Thì bên em bán cả những cái mẫu đầu bò mới này. Đầu bò mới hàng cao cấp luôn của những hãng rất là tên tuổi, ví dụ như là Echo hoặc là Jimke này này. Thì bác để ý cái đầu bò mới ngày xưa thì nó rất là mỏng. Đây là đầu bò mới ngày xưa này, mỏng này. Và nay bị gãy này. Nhưng mà hàng cao cấp thì nó sẽ khác, nó sẽ rất là dày. Đây, dày gấp đôi luôn so với cái đầu bò mới rẻ này. Đấy, dày gấp đôi luôn. Với thứ hai là nó có cải tiến về chống quấn cỏ. Cái chén ngược này chống quấn cỏ này. Đấy. Với thứ hai là cái chén này là chén bảo vệ con ốc đầu bò này. Trục ốc đầu bò là to nhá. Không bao giờ lo sợ gãy như nào đấy à. Thì cái này thì bác ra tiệm thay thì giá của nó dao động khoảng 200.000 đấy, chứ không ít đâu. Đấy. Thì nếu mà bác mua về tự thay em để cho bác mức giá là 125.000, 125 nhá. Đấy. Thế còn bác nào mua lưỡi tròn thì liên hệ bên em luôn. Thì bên em bán cả những cái lưỡi tròn, nó là hàng Nhật mới và hàng bình dân. Đây. Cái này là mẫu lưỡi tròn hàng Nhật mới này. Nó còn mấy cái nó bung tung hết này. Cái mẫu Tasso này thì bác hay dùng thì mẫu này là giá 48.000 này. Mẫu này dùng đã rất là ngon rồi. Đấy, là 48.000 nhá. Đường kính 255 này. Thế còn cái mẫu tiếp theo là cái mẫu đấy còn Nhật mới nhá. Hàng này hàng Nhật mới này. Thì thằng này là giá của nó cao hơn này, giá là 85.000. 85.000. Thằng 48 thằng 85. Rồi ok. Thì xong cái phần máy mới và những cái phụ tùng nhá. Thì em di chuyển luôn đến cái phần máy bãi luôn. Thì cái máy hôm nay cái lô máy bãi hôm nay thì vẫn như thường lệ thôi. Bởi vì là lý do là bên em là mới về cái lô máy. Chính vì thế là máy rất là nhiều. Nên là bên em là chưa dọn kịp. Đấy, chính vì chưa dọn kịp là hôm nay thì cái lô máy này thì bên em bán cho bác là theo hình thức là bao hơi bao điện và bao đủ đồ. Đấy, giá thì bao cho bác nói chung là nó rất rẻ. Nó chỉ xấp xỉ hoặc là ngang bằng với cả giá thợ thôi. Đấy. Thì ví dụ như là bác nào là thợ thì bên em không nói, bởi vì thợ thì bác đã là dọn máy thì là nghề của các bác rồi. Nhưng ví dụ như là bác nào là dân dùng máy chẳng hạn, dân người dân dùng máy đấy, thì bác có thể là ví dụ không biết dọn nhưng bác thích cái con máy như này thì các bác thể là nhờ bên em dọn nhá. Nhờ bên em dọn thì các bác sẽ thêm khoảng 100.000 thì bên em sẽ dọn cho ngon lành cho bác. Đấy, tức là nhờ dọn. Đấy. Dọn phí của nó sẽ là 100.000. Đấy, 100.000 thì bên em sẽ có nghĩa vụ là dọn cho bác ngon lành, bác về chỉ việc xài thôi. Đấy, với thứ hai là
Vì chính vì nói như ban đầu là giá của nó thì nó rất rẻ, nó chỉ xấp xỉ hoặc là ngang bằng với cả giá thợ thôi. Thế nên là lưu ý là nó vì bán cho thợ là giá nó quá rẻ rồi. Nên là các bác lưu ý là bên em là chưa bao gồm phí ship nhá. Và phí ship của mỗi cây máy này thì nó rơi cửa tầm 50.000, 50.000 một cây thì nó cũng không quá cao. Đấy lưu ý nhá, chỉ có 50.000 thôi. Đấy, và ví dụ như bác nào mà nhà dân thường bác chưa có phụ kiện thì bác có thể là mua thêm 50.000 nữa, các bác mua thêm bộ phụ kiện. Phụ kiện sẽ bao gồm mấy thứ là dao này, dây đeo này, tim mở buji này, một cái lục giác vạn ốc này với cả một cái bát cước. Thì em cũng tính rẻ cho bác là 50.000. Cái này gọi là tạo điều kiện cho những cái bác gọi là mới dùng thôi. Mới dùng ấy, thế còn bác chưa dùng máy cắt cỏ lần nào thì bác mua cho bên em cho nó gọn. Đấy, chứ thực ra thì giá 50.000 là bên em đang bù lỗ rồi. Đấy như ý nhá. Đấy thì bây giờ em đi vào chi tiết luôn. Đấy thì bác cứ nghĩ đơn giản, có nghĩa là các bác sẽ thêm 50.000 phí ship. Và bác nào mà không biết dọn thì bác thêm vào 100.000 tiền công dọn. Thế thôi. Đấy, với cả bác nào mà mua thêm bộ phụ kiện thì bác thêm vào 50.000 nữa. Thế là ok. Đấy thì em đi vào chi tiết luôn. Thì lô hôm nay sẽ là lô hôm nay là lô, hôm trước là lô S ST, hôm nay lô T nhá. Lô T thì em có con đầu tiên này. Con đầu tiên thì bao giờ là một cái con máy nó rất là rẻ. Nó, để cho bác về lấy đồ nhá. Thì cái con này nó là một cái con máy, nó là hãng Mitsubishi T130. Cái con này là tình trạng hiện tại bây giờ nó đang bị cứng máy này. Cứng máy này. Đấy. Nhưng mà đây đủ đồ các bác nhá. Đủ đồ này. Thứ nhất là bình xăng mình sẽ nhìn là không bể vỡ gì này. Đấy. Với thứ hai là nhìn nó cũng không có, nhìn nó lốc nó cũng không cũng được nhá. Nó không đến nỗi là ấy lắm đâu. Với thứ hai là đây, mặt đằng này như này. Bộ cần đây, bộ cần tum rời nhá. Tum rời này. Với cái hai này đầu bò đều biết là đầy đủ chén kẹp cho bác này. Đấy, còn ăn êm nữa cơ. Đấy, như vậy là như vậy bộ cần này là đầu bò còn ăn nhá. Thì cái con này thì bên em là bán cho hên xui cho bác nhá. Hên xui cho bác là bên em bao cho bác là chưa kiểm tra, tức là chưa mở buji kiểm tra xem nó bị làm sao. Đấy, tức là về nó y chang như là bị cứng máy, cứng này. Đấy thì bác có thể quan sát nhá. Đấy, cùng em quan sát. Đấy, nó nhìn này. Đấy nhá. Đấy. Đấy thì em quay rất kỹ nhá. Thì bác con này thì bác về lấy đồ nhá, lấy đồ hoặc là ví dụ như là bác nào mà hên thì có thể là mở ra thì nó có thể nó chỉ bị kẹt bạc đạn hay là nước vào cái gì đấy chẳng hạn, vẫn tận dụng được nòng bạc bít tông thì ngon, hoàn toàn có thể là tận dụng được con máy. Thì còn nếu mà xui ra thì bác có thể lấy đồ, lấy được bộ cần không thì nó cũng đủ tiền thôi. Thì con này thì em để cho bác mức giá là con T1 nhá. T1 thì em để cho bác mức giá 350, đấy 350k. Thì bác thêm cho em là 50.000 phí ship vào nhá. Đấy, 50.000 phí ship về nhà có 400 thôi. Đấy. Thì nguyên bộ cần không là nếu mà ngon là cũng được. Bộ cần không là đủ vốn rồi. Thế còn dư ra được cái đầu máy nhá. Đấy. Ok chưa? 350 nhá. Đấy. Con Mitsu T130 tum rời. Đấy. Ok. Thế con T2 nhá. Cái con T2 thì là một con máy rất là đẹp của cái thằng Mitsu. Con này về tình trạng của nó là mới 90%. Con này là bên em là mới về là hàng bãi nó về nó như này thôi, đẹp như này luôn này, như máy thùng luôn. Đây bác có thể quan sát cái bình xăng còn trắng như này này, thấy không? Hú bơm chưa rách luôn nhá. Này. Này, thấy không? Cái con này thì bác nào lấy may sẽ thêm cho cái nắp bùi ăn này. Đấy. Con này thì thôi khỏi chơi. Ui giời ơi, giật này. Trắng tinh luôn. Con này có khả năng là 90% về đổ xăng là lổ luôn này. Đấy, đẹp lắm, mới 90% ốc này. Đấy. Con này lại còn ga bóp luôn. Đây, ga bóp đây. Thì mai em thêm cho bác thêm một bên tay nữa nhá. Đấy là ok. Đấy thì cái con này là con Mazu 20 nhá, nòng 30 ly. Đấy. Con này mới 90%. Nói chung hàng này thì nó cũng là cái hàng gọi là hiếm đấy, chứ không phải con nào cũng đẹp như con này đâu. Hàng bãi về nó thì nó có nhiều con khác nhau, thì được những cái con đẹp như này nó rất hiếm nhá, chứ cũng ít đâu. Thì nó tầm 10 con may ra 50 con mới may ra có một con đẹp như này. Đấy con T2 nhá. Con T2 này, con này vì con này quá đẹp. Con này em tính cho bác con này thì con này tính cho 1.1 triệu. Đấy, quá đẹp nhá. Đấy mới 90% đấy. Không ít đâu. Này. Này, thấy không? Đẹp quá. Cái con này thì bác cứ đấy, nó bao đẹp nhá. Nhưng mà đẹp lắm. Rồi. Ok, gà bóp luôn. Thế con này thì bác ví dụ em để cho bác 1 triệu thì 1.1 triệu. Thì bác sẽ thêm cho em, bác nào không biết dọn thì thêm 100.000 nữa là công dọn. Đấy, công dọn là 1.2 triệu.
mấy cả phụ phí ship 50.000 nữa, mấy cả bác nào lấy thêm phụ kiện nữa thì là 1.300.000 tổng tất về nhà thanh toán. Đấy, bên em làm ngon lành cho là ok nhá, cái gì chưa được và như nào đấy thì bên em xử lý ngon lành cho. Thì con này thì nó quá đẹp rồi, xuất sắc rồi nhá. Và tiếp tục đây, em lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con này là cũng là hàng bãi mới về này. Thực ra thì cái này nó là bị bụi thôi này. Thì cái con này nó là một cái con hàng đặc cấp, đó là con Mitsu TN261. Con này là xài chế One Bezel ne đỏ tự động 2 kim, 1 kim, 2 kim. Đấy, con này tình trạng của nó là đây là bụi thôi nhá. Chứ con này nó rất đẹp đấy. Đây mọi nhìn này, tum đỏ au này. Đấy. Đây. Đây. Chả thật TL261 này. Đẹp đấy, nói chung là đẹp đấy. Này, nóc máy, nóc miếng này. Đấy, con này nó trên nó vẫn bên em bao cho bác cùi kẹp đầy đủ nhá. Cùi kẹp đầy đủ, tay lái nó zin như này luôn. Thì con này thì tình trạng máy mang Mitsu thì nó hàng đẳng cấp rồi. Này, dây giật trắng tinh này. Đấy. Con này thì bác nào lấy thì bên em sẽ mở bô kiểm tra cho nhá. Đấy, hàng đẹp ngon lành, cành đào không sọc xước thì bên em gửi cho bác. Chứ con này nhìn là đẹp rồi đấy. Quá đẹp, quá ngon. Hàng này hàng Mitsu nhá, đẳng cấp đấy. Vỏ viết không bể vỡ gì. Nói chung là đợt này thì hàng hóa đợt này nó cũng hơi bị khan. Chính vì thế là đợt này là giá của nó là nó bị đẩy lên rất nhiều nha bác lưu ý nhá. Nó đợt này nó vẫn đang cầm ấy, cầm nó không ra được, thành ra là đá hàng hóa đợt này nó khá là khan. Đấy. Khan hàng. Thì cái con chính vì thế là giá nó hơi nó cao hơn so với cả lúc trước khoảng độ 1-200. Thì con T3 này em tính cho bác con này quá đẹp đấy, T3. Con này em tính cho bác 2 triệu. Đấy, 2 triệu nhá. Thì bác thêm cho em bác nào không biết dọn thì cứ thêm 100.000 tiền công dọn với cả 50.000 phí ship và 50.000 bộ phụ kiện nữa. Đấy, thì bên em sẽ làm ngon lành cho bác. Đấy, cái con này 2 triệu 100.000 công dọn là 2 triệu 1, 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, 2 triệu 2 về đến nhà. Đấy, là tổng tất. Đấy, ok. Tiếp tục. Em lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo thì em lên cho bác một con máy lớn nhá. Con này nó là cái con máy lớn này. Đây bác nào hỏi cái máy lớn trên con này là con Echo Green, Echo trắng Green 30cc cơ. Đây này. Đây này, 30cc tum nhôm nhá. Đấy, tum nhôm luôn. Tum nó nhìn đẹp nhá. Con này tum nhìn đẹp này. Đấy. Đây, đệm cao su êm nhá. Đấy, tay la na gần nó đây. Đấy. Đấy. Đấy, êm, thấy chưa? Nhìn nào. Con này hơi rất ngon nhá, hơi ok. Hơi chắc. Đấy, con này hơi ngon đấy. Con này hơi ngon mà con này khỏe nhá. Nó là dòng Echo. Con này là 30cc, lòng 36 ly. Bác nhá. Đấy, nói chung là ok. Con này là con này máy lớn này, phát dao phát cước đều ngon luôn, T4. Con này em tính cho bác con này là con này tính cho 1 triệu, con này tính cho 1.8 triệu nhé, 1.8 triệu. Đấy, 1.8 triệu. Thì bác cứ thêm 50.000 tiền công dọn, 100.000 tiền công dọn chứ, với 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào là ok. Đấy. Rồi tiếp tục. À đây có con này đẹp quá, quên giới thiệu với bác. Cái con này là một cái con ba lô hàng siêu VIP luôn. Cái con này là ba lô hàng Komatsu côn bướm made in Japan. Con này thì bác chỉ cần nhìn cái bô thôi là bác biết con máy như thế nào, bô đen xì luôn. Đây, cái con này là bô sắt nhá, mà nó vẫn chưa cháy hết lớp sơn bô này, bác nhìn thấy không? Đấy, con này đẹp lắm, nhìn mặt tiền đẹp luôn này, mặt tiền này, thấy không? Mặt tiền đấy, thấy chưa? Không có sọc xước gì nhá. Với thứ hai là cái con này là tình trạng của nó là máy vừa đề vừa giặt, đấy, vừa đề vừa giặt luôn. Đây này, nó bị gãy cái này thì mai em thay cho bác cái giá khác nhá, hoặc là bên em cho bác cái giá khác thì bác về tự thay. Cái này thì bên em rất nhiều. Thì cái con này là nó vừa đè vừa giật nhá. Đấy, đấy vừa đè vừa giật. À, đây là cái dây giật của nó này, nhỏ nhỏ thôi này. Đây này. Này, hơi ngon nhá, hơi ngon cực kỳ. Đấy. Đấy, hơi ngon lắm. Đấy. Thì con này thì mình thay cho bác cái buji nhá, bác nào lấy thay cho cái buji luôn. Buji bãi, con này thì bao đẹp cho bác luôn này. Komatsu 26 nhá, côn bướm. Đấy, con này tung rời luôn này. Đấy, tung rời. Đấy, đẹp lắm. Con này phải mới 9%. Đây, này, cù đà dây đà các kiểu này. Đây, pin đà đây này. Đấy. Nói chung đẹp lắm. Thì cái con này nó là Komatsu 26 lòng 34 nhá. Tum rời luôn, vừa đà vừa giật. Đấy, thì con này là con T5.
đúng nhỉ, nhờ T5 vì con này quá xuất sắc nhá. T5 quá xuất sắc, nhìn bù đen xì, thấy không? Đấy. Con này em tính cho bác, con này là 1 triệu, cần tính cho 1.4 triệu. Đấy, 1.4 triệu nhá, 1.4 triệu, và cứ thêm em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào, và bác nào không biết dọn thêm 100.000 công dọn, à thêm 100.000 công dọn là ok nhá. T5 rồi, tiếp tục này em lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo em lên cho bác cái con này, phải nói là cái con này nó cũng rất là đẹp. Con này nó có echo trắng, à echo xanh. Echo xanh, con này bình xăng trắng phau, bình xăng trắng phau. Này, con này 24cc, con này khỏe này, nòng 34 này. Con này 24 nòng 34 bác này. Thật dòng này 24 nòng 34 ly. Khỏe. Đấy, nó nhìn đẹp đấy. Tay ga bóp luôn. Đây. Đấy. Đấy. Đây. Con này dây giật trắng tinh này. Máy hàng bãi về mà dây giật trắng tinh luôn. Đấy. Nòng 34 nhá, này khỏe nhá. Đấy. Ok. Con khỏe, con này là con T7. À T6. Con này em tính cho bác con này là nòng 34 ni này, không phải ít đâu. Con này tính cho 900k. Đấy thì bác cứ thêm cho em, bác là không biết dọn thêm 100k bên em dọn nó ngon lành cho nhá. Đấy, phí ship 50k nữa. Nếu mà lấy thêm phụ kiện thêm 50k nữa. Đấy tùy các bác nhá. Rồi ok. T6 900k. T7 này. T7 thì em lên cho bác cái con này, nó là cái con hàng siêu VIP này. Hàng này nó là cái hàng hàng Komatsu. Komatsu BC2600. Đấy, con này nó là Komatsu côn bướm này, nhìn mình sang là biết máy quá đẹp. Máy trắng phau. Đấy, chế thì là chế quân vừa rồi 2 kim. Hàng siêu VIP. Đấy, con này nói chung là tình trạng còn đẹp. Còn đẹp nhá. Đấy. Đây, tum nhôm luôn này, màu hồng nhá, tum nhôm luôn. Đấy. À, tay ga bóp zin đây. Đấy. Dòng này là Komatsu nhá. Komatsu. Con này thì đẹp rồi. Con này hàng xuất sắc đấy. Ui dồi ôi, hơi này. Hơi đã đời luôn, giật chắc tay nhá. Máy dã man luôn. Con này hình như không phải 26 mà là 27 các bác ạ. Đây này. Em ghi con ghi 27 cơ. Chẳng qua là cái trục giật nó ấy thôi. Đây này. Nó ghi đây 27G27 luôn đây này. Đi đẹp không? G27 nghĩa 27cc đấy. Con này chung đẹp đấy. Đang là lấy con này ok. Ui trời. Con này ngon nhá. Bao ngon luôn. Không suy nghĩ. À chà. Con này con T7. T7 là Komatsu nhá, 27cc. T7. Con này em tính cho bác con này là 1 triệu. Con này quá đẹp nhá. Con này quá đẹp, tính cho bác con này là, con này thì bác về xài luôn thôi, không phải suy nghĩ gì cả. Con này tính cho bác con này 1 triệu. Con này đẹp, tính cho 1.7 triệu đi. Đấy, 1.7 triệu nhá. Thế bác thêm 50.000 phí ship nhá. Mà bác nào nếu muốn phụ kiện thì bác thêm 50.000 nữa. Còn có rồi thì thôi, được chưa? Rồi ok, tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo em lên cho bác cái con này, phải nói là hàng rất đẹp. Con này nó là con Shingu 2500. Con này là dòng đời mới này. Con này là có chụp giật trợ lực nhá. Chụp giật trợ lực. Con này là 25cc, nòng 34 ni bác này. Đây bác có thể quan sát cái bình xăng zin nó này, màu trắng như này thì bác biết mức độ con ô thôi chết. Nhưng mà bị vỡ mất rồi. Máy rất đẹp nhưng mà lại bị vỡ nhá. Đấy, bác nào lấy đi mà em thay cho bình xăng khác nhá. Đẹp quá nhỉ. Đấy, phí quá. Tưởng vẫn còn nguyên lòng ngon này. Đấy. Con này xài chế quân bờ dầu 2 kim này. Ngon luôn, chế ngang ngang. Đấy, mai thêm tay lái cho nhá. Dây giật con này trắng tinh này. Con này hơi ngon đấy. Nhìn bình xăng biết. Con này ui vú bơm bơm nghiến két luôn, chưa rách luôn. Con này 90% đổ xăng đủ luôn. Đấy, mai thay cho bác bình xăng nhá. Hơi tiếc cái bình xăng, quá đẹp. Con T8. Con này quá đẹp nhá, mai thay bình xăng cho bác đầy đủ ok nhá. Con này tính cho bác 1 triệu. Đấy là 25cc nòng 34. Nòng 34 ly nhá, chứ không ít đâu. Đấy, máy đời mới trợ lực nhá. Ui, hơi cả màn luôn. Đấy. Ok. Rồi T8 1 triệu. T9 này. T9 em lên cho bác cái con này, nó là cái con một cái con dòng đắt tiền nhá. Đó chính là dòng Cinewa Shop. Con này thì tình trạng máy còn rất đẹp.
Đấy, bác có thể quan sát là bình xăng còn trắng này, bình xăng trắng rồi là vỏ áo đẹp luôn, vẫn còn độ bóng này, đấy, vẫn độ bóng này. Cái thứ hai là tum nhìn đẹp nhá, tum nhìn đẹp này, đấy thấy không? Ok này, made in Japan này, đấy, made in Japan. Đấy, con này hàng bãi em về này nhá. Nói chung con này thì mình dọn lên xong mình rửa nó đẹp, 250 cc. Đấy, con này thì thôi khỏi chê thôi, nhìn máy đẹp á. Đây dây giật này, dây giật trắng tinh này, thấy không? Hàng bãi mới về dây giật trắng tinh, hơi thì khỏi chê, quá đẹp nhá. Rồi, con này con T9, con này em tính cho bác, con này là 1 triệu, con này quá đẹp nhá. Con này tính cho 1,2 triệu. Thì bác cứ thêm cho em 50.000, 100.000 tiền công dọn là 1,3 triệu. Với 50.000 phí ship. Thì bác nào lấy thêm phụ kiện thêm 50.000 nữa nhá. Ok. Đấy, 100.000 tiền công dọn là ok. Con máy thì bao đẹp rồi. Đấy, quá ngon. Rồi tiếp tục đây. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con này, nó là cái con Robin Cup này. Con này thì trọng lượng nó rất là nhẹ này. Đây có hồi chiều có bác nào hỏi con máy nhẹ về cắt lúa thì lấy con này này. Để giới thiệu cho bác một con máy nặng độ 5 cân thì bác vẫn chê nặng. Thì bác lấy cho em con này, nó nặng khoảng tầm 4 cân. Trên dưới 4 cân một tí thôi. Thì con này là nhẹ nhất rồi, không có dòng nào vượt qua được nữa rồi. Đấy, mà con này là công suất là 20cc này, lòng 30 ni. Đấy, con này thì bác mai sẽ lắp thêm tay lái cho bác nhá. Đấy. Con này tình trạng còn đẹp lắm thế này. Đây này, nhìn đẹp này, bình xăng trắng này, nốc không có dầu mỡ gì này. Thấy chưa? Đấy. Đây. Đấy, nói chung đẹp lắm. Đấy. Thì con này dây giật trắng tinh. Đây dây giật trắng chưa? Đấy. Đây quá đẹp. Đẹp nhá. Con này thuộc dạng đẹp đấy. Thế thì con T10 nhá. T10 là siêu đẹp này. Con này em tính cho bác con này là con này đẹp đấy. Con này tính cho 700. 700 thì bác sẽ bác nào không biết dọn thêm 100.000 thì em dọn ngon lành cho nhá. Đấy là ok thôi. Đấy. Đấy ok. Con này đẹp đấy. Rồi tiếp tục. Đấy em lên cho bác tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con máy là thuộc cái dòng Mitsu nhá. Con này là Mitsu TL23 này, 231 đây này. TL23. Mai sẽ bù cho bác cái nắp xăng nhá. Thế thì con này tình trạng máy rất đẹp đây này. Thứ nhất là chụp giật trợ lực này. Đấy, thứ hai là xài bộ chế OneBrew 2 kim này, bộ chế siêu VIP này. Đấy. Với thứ ba là cái con này tum dài luôn nhá, tum dài 4 ốc chốt này. Con này đẹp này, nhìn đẹp lắm. Đấy, đây. Đây, TL231 con này nhìn nói chung là ok đấy, nhìn đẹp. Nốc máy sáng choang này, vú bơm chưa rách luôn này. Đấy, con này nói chung là máy đẹp đấy, không phải máy vớ vẩn đâu. Đấy. Hàng bãi mới về như này luôn nhá, đẹp như này luôn này. Ui giời giật trắng tinh này. Đấy. 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 Nói chung là mình về mình dọn dòng này dễ dọn này. Vú bơm kiên két luôn, con này đẹp này. Bao hơi bao điện nhá. Bác lấy mai bờ bô kiểm tra đàng hoàng cho. Đấy con này thì chụp giật trợ lực, dây giật trắng này. Đấy, có trợ lực nhá. Đấy. Con này là T11. T11 con này rất đẹp. Con này em tính nhé bác, con này 1,4 triệu. Đấy. Vì bác bên em bao hơi bao điện nhá. Đấy. Thì bác nào không biết dọn thêm 100k bên em dọn ngon lành cho, về chỉ việc xài thôi. Đấy, mấy cả lấy 50.000 phí ship nữa. Với con bác nào mà muốn thêm phụ kiện thêm 50 nữa là ok, đầy đủ. Cái con máy này thì quá đẹp rồi, nhìn xuất sắc rồi. Đấy, nó có trợ lực nhá. Đấy. Rồi tiếp tục đây. Em lên cho bác con tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác cái con này, nó là tình trạng của nó rất đẹp này. Con này nó là cái con ZUB 2620 này, 2620. Ô con này còn sang Nhật luôn này. Con lưng bình này, thấy không? Đây là sang Nhật nhá, màu xanh nè luôn. Đây này, thấy không? Xanh nè này, đấy. Cái con này là máy 26 nòng 34 nhá. Tình trạng máy còn đẹp lắm. Bình xăng trắng phao này. Thấy không? Đấy. Còn sang Nhật luôn. Đấy. Đấy, ok. Đây, tay lái đây. Chả biết nó có lổ luôn không. Đấy. Đấy, bác nào lấy con này thì đẹp rồi đấy. Không biết có lổ luôn không. Không biết nó bị đứt dây, đứt giếc gì không.
Đấy, bơm vẫn cần ken két luôn. Con này ui dây giật trắng tinh này. Đó. Nói chung là mình còn xem công tắc với cả bú bơm như nó rách ra. Đấy. Thì con này thì nó đẹp mới rồi. Còn nguyên đất Nhật luôn, sang Nhật luôn. Đấy, mới lắm. Chú ý công tắc nhá. Không biết có công tắc công tèo gì không. Thì nó con này là 26. Con là T12. T12 con này đẹp đấy. Con này em tính cho bác con này 950. Đấy, bác nào không biết dọn thêm 100k bên em dọn ngon lành cho 1.050.000. Đấy, mấy 50.000 phí ship nữa là ok. 26 nòng 34. Rồi tiếp tục. Em lên cho bác con tiếp theo nhé. Tiếp theo em lên cho bác cái con này, nó là cái con máy rất đẹp nhá, con Mazu. Con Mazu này là Mazu 26 nhá, 26 nòng 34 này. Con này bình xăng mình chiếc nhìn trắng đẹp này, bác nhìn nào, nhìn trắng đẹp luôn. Đấy. Vỏ viếc nhìn ok, tum tiếc trắng ngần luôn. Đấy. Con này máy 26 nhá. Đây này. 26cc này. Đấy. Mai em thêm tay lái cho bác đầy đủ nhá. Đấy. Ok. Thì con này thì nó ok ngon lành rồi. Nói chung các bác về xài luôn thôi. Đấy. Đây. Hơi này. Hơi dã man luôn. Đấy. Đấy. Nói chung cái dòng Mazu này thì dùng bền rồi. Để bác biết rồi. Con này 26 nòng 34 nhá. Đấy. Ok nhá. Đấy, cái này tắt bằng nghe gió này, nó hơi sụp sang này. Đây công tắc của nó nằm đây này. Nói chung con này nhìn đẹp đấy. Thì con này là con T13 nhá. T13 này. Thì con này em tính cho bác con này 1.2 triệu nhá. 1.2 triệu thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship và 50.000, bác nào lấy thêm thì thêm 50.000 phụ kiện nữa. Tổng về nhà 1.3 triệu. Máy 26 nòng 34, hiệu là Mazu, Mazu Yama. Đấy, dòng này dùng ok rồi, dùng ngon nhất rồi. Rồi tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái một con máy thì một con này nó dùng bền này. Con này nó là cái con Echo 209 này, Echo 209 này. Đấy, con này tình trạng là hàng bãi nó mới về là nhìn nó rất đẹp nhá. Đây 209 này màu vàng này. Đấy, con này nhìn ok. Con này nhìn thế thôi nhưng mà dây giật hơi nó ngon lắm nhá. Hơi ngon tuyệt vời luôn. Đây, hơi này. Hơi bực bực luôn. Đấy. Dây giật còn trắng này. Đấy các bác nghe tiếng hơi bực bực luôn, nghe sướng. Con này là nòng 32 ni này, 32 ni này. Dòng này bền này bác biết rồi, dòng Echo này gọi siêu bền luôn. Đấy. T14. T14 thì con này em tính cho bác con này là tính con này cho 700k nhá, 700k. Đấy. Như cái thì bác như con này thì bác phải thêm tầm 200k mới dọn được. Vì lý do con này là phải khi dọn lên là phải lên chế này, nên chế hai kim ngang này, gang ngang này. Đấy, thì 700k. Đấy. Con này ok nhá, con này ngon đấy, bác phải tự dọn nhá. Đấy. Ok. Con nòng 32 đi, tiếp tục nhá. Em lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo thì em lên cho bác con này là thuộc hàng hệ VIP này. Con này nó là cái con Kawasaki TH26. Con này bình xăng mình chiếc nhìn còn trắng này. Nhìn trắng này. Đây, nhìn tum tiếc không bị chảy thì tum nhôm nhá. Không bị chảy trước thì luôn. Tum nhôm đẹp, gà không bị chảy. Đấy, mà bình xăng nhìn còn trắng này. Đấy. Cái thứ hai là cái con này là đây, TH26 đây là gì. Đấy, đây, gà, tay gà tay giếc này. Đây, 26 đây. 26. Nốc máy nhìn sáng nhá, không có dầu mỡ gì luôn này. Đấy, bú bơm nhìn ướt này. Con này nói chung là dòng này chắc phải dễ dọn rồi. Con này thì là hàng VIP rồi, hàng đắt tiền rồi. Đây này. Đấy. TH26 hơi này. Hơi bực bực luôn. Đấy. Êm nhá. Đấy, không có bi bọt gì đâu. Đấy, những cái con này về bên em lựa cho bác là không có bị bi cơ, bi kiếc gì đâu nhá. Nói chung là các bác về chỉ có xúc rửa bình xăng con đi, nhiều con là đổ xăng đổ luôn đấy. Đấy. Đây, quá đẹp, xuất sắc. Dòng này thì đắt tiền bác biết rồi. Đấy. Dòng này là dòng siêu đắt. Thì con này nó là cái con T15 nhá. T15 thì em tính cho bác con này là 1,5 triệu nhá, các bác phải tự dọn nhá.
Bác là không biết dọn thêm 100k bên em dọn ngon lành rồi nhá. Là 1,6 triệu. Mấy là 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện nữa là ok. Được chưa? Đấy. Rồi. Tiếp tục này. Em lại lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo thì em lại lên cho bác một con thuộc dòng Mitsu nhá. Đây Mitsu này. Mitsu này là Mitsu TN23 230. Con này xài bộ chế siêu VIP, là bộ chế One Brazil ne đỏ tự động 2 kim, 1 kim 2 kim. Đấy. Con này thì nhìn đẹp đấy, ok này, màu tím than này, đẹp nhá. Đây này, đấy. Đây cầm đây. Đấy, con này là dòng siêu VIP nhá, dòng TN23. Đấy, TN23 hơi ngon đấy. Hơi ngon tuyệt vời luôn. Ơi quá ngon. Đấy, con này thì bác về xài luôn đây này, không phải suy nghĩ gì luôn. Đấy, quá đẹp. Con T16 Mitsu TL23 T16. Con này em tính cho bác 1.3 triệu nhá, về xài luôn thôi. Không phải suy nghĩ gì. Đấy, T16 1.3 triệu. Đấy. Cho hàng đẹp đấy. Mai thêm cho bác cái tay lái nữa là ok. Rồi. Tiếp tục nhá. Tiếp tục em lên cho bác cái con này, là con tiếp theo là một cái con máy dòng máy rất là khỏe. Con này nó là cái con máy máy Mazuyama, Mazu này nó là Mazu 2610 này. Trong này gọi là dòng Mazu bầu sắc lớn đây này. Bình xăng nhìn trắng đẹp này, bác nhìn bình xăng trắng quá này. Đấy. Bình xăng trắng này, đây này, trắng phau luôn. Đấy. Đấy, con này nhìn đẹp đấy, bình xăng trắng đẹp. Ok. Đây này. Đấy. Nói chung là dòng này thì khỏe rồi, dòng Mazu bầu này chạy khỏe lắm. Đấy. Ok nhá. Đây. Cái con này nó là hơi thì khỏi chê luôn, hơi bực. Trợ lực nhá. Con này thì ngon rồi. Ngon nhưng mà nó hơi bị dập cái vỏ này một tí này, nhưng không sao nhé, bác dùng thì chả ảnh hưởng gì lắm đâu. Đấy, còn máy thì ok, máy thì đảm bảo ngon nhá. Đấy. Ok này, đây này. Đấy. Ok chưa? Đấy, thì con này là 26cc 34 ly nhá. Đấy. Con này nó là cái con T17. T17 thì con này em tính cho bác con này là 1.150.000 nhá, 1150. Đấy. Đấy, hơi vỡ bỏ tí nhá. Đây vỡ chỗ này tí này. Nhưng bác không sao, không ảnh hưởng gì lắm đâu. Đấy, cái này thì mình về mình có thể là mình bôi keo vào là ok nhá. Đấy. Rồi, không sao. Tiếp tục đây, em lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo em lên cho bác một con thuộc dòng ZUB nhá, ZUB 2620. Con này cũng máy 26 nòng 34 nhá, 26 nòng 34. Con này này, con này nhìn đẹp đấy, con này nhìn máy con ướt, vú bơm chưa rách này. Ô, bơm cái cắt luôn. Đấy. Tay lái này, tay lái nó đây. Cái này 2634, con này nhìn còn đẹp nhá, nhìn còn đẹp này. Đấy. Đấy. Con này thì đây, đây rồi. Đấy, đây, hơi tốt. Đấy. Đấy, con này hơi quá ngon luôn. Đấy, hơi ngon nhá, 26 nòng 34. Đấy, nhìn máy con ướt đẹp đấy. Con này nó là cái con T18. T18 này. Con này em tính cho con này 900k. Đấy, 900k nhá. Bác nào mà không biết dọn thì cứ thêm 100k bên em dọn ngon lành cho. Về đến nhà đâu có triệu bạc. Mấy cả 50.000 phí ship và 50.000 đấy, bác nào lấy thêm phụ kiện thêm 50 nữa là ok. Con này thì khỏe rồi. Bác khỏe. Đấy. Ok. Tiếp tục đây. Em lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo nên cho bác cái con này phải nói là tình trạng của nó là cực kỳ mới nhá. Thứ nhất là cái mìn là nhìn cái nước sơm zin nó vẫn còn bóng bóng này. Echo nhá, con Echo này. Con này tình trạng máy đẹp lắm. Đây này, nhìn quay kỹ cho bác này.
Đấy, nhìn mặt đằng này nhìn đẹp luôn. Echo 22cc nhá, 22cc, nòng con này 32 ly, 32 ly. Tay lái đây, lưỡi của nó con này có cái lưỡi đẹp lắm nhá, lưỡi của nó vẫn còn là màu, màu cái lưỡi màu nó vẫn còn nấp sơn. Đấy, con này thì dây giật này, dây giật trắng ngần luôn này, có nhìn không, trắng nõn luôn. Đấy. Thôi thì thôi khỏi chơi luôn này, dây giật đây là chưa có rửa nước gì đâu nhá, nó không lại bảo là rửa dây, không phải nhá, người dây giật đẹp luôn. Con này bóng đẹp. Đấy. Con này nói chung là đẹp đấy, hàng xuất sắc. À, con T19 mà cái loại vú bơm này cũng dễ dọn luôn này. T19 này, con này đẹp. Con này đẹp. T19 này nòng 32 ly. Con này em tính cho bác con này 800 tính cho con này đẹp, tính 800k đi. Đấy nhá. Làm cho các bác về tự dọn nhá. Bác nào không biết dọn thêm 100k bên em dọn ngon lành cho. Là ok, 900k. Thế 50.000 phí ship đó. Là ok. Ta tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo nên cho bác cái con này, nó là cái con máy thuộc dòng Mitsu. Ở đây nó ghi là ZUB nhá, nhưng mà máy này thực chất của nó là máy Mitsu TN23 nhá. TN23 bình xăng mình trước nhìn còn trắng này. Đấy, và mai em sẽ thêm cho bác cái lắp xăng nhá. Đấy, con này hàng bãi nó mới về nó như này luôn này. Đấy, con này tum rời nhá, tum rời luôn này. Bác có thể tháo con này gắn xịt thuốc ok luôn này. Đấy. Tình trạng nhìn còn liền lạc đấy, tay lái của nó đây. 23 đây. Đấy. Đấy, cùi kẹp bao đầy đủ nhá. Đấy. Thì cái con này là hơi rất ngon nhá. TL Mitsu TL23 hơi ngon. Hơi khỏi chơi luôn, pực pực luôn. Đây là trắng nõn này. Đấy. Con này hơi ngon lắm. Đấy. Đấy. Rồi, hơi ngon nhá. Đấy, máy hơi ngon. Đẹp đấy. Con T20 con này đẹp này. Con này còn tum rời luôn. Đấy. Con này em tính cho bác con này là 1.350.000. Đấy, bác nào không biết dọn thêm 100k bên em dọn ngon lành rồi nhá. Là có 1.450.000 thôi. Mới thêm 50.000 phụ kiện nữa. Đấy, con này bao đẹp. Đấy, ngon lắm. Rồi tiếp tục nhá. Tiếp tục em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con cũng là thuộc dòng Mitsu. Con này là Mitsu TU26 này. 26 này. Đấy, con này nhìn tình trạng máy còn bình xăng bình trước nhìn ok này. Vỏ viếc thì cũng hơi xám xám tí. Cái này nó về xịt bóng và nó đẹp này. Xịt bóng và nó đẹp này. TU26 nhá, đây này. TU này, đấy. Ok chưa? Đấy. Ok. Vỏ viếc đẹp nhá, không bể vỡ gì. Không bể vỡ gì. Ở đây có bể đây một tí. Đây có bể hai răng đây. Đấy, ok. Thì con này thì tôi giật trắng này, cho lực luôn nhá. Con êm nhá. Êm đấy, nói chung là còn được nhá. Đấy, còn ok. Này. Đấy. Ok nhá. Rồi. Mitsu TU cái này khá là ok đấy. Con T21 nhá. T21 này. Con này tính cho 1.500.000 nhá. Đấy, 1.500.000. Đấy, máy chạy còn êm. Ngon đấy. Rồi. Tiếp tục. T22 này. T22 em lên cho bác con này nhá. Con này thì là một cái con thuộc dòng S-Tin của Đức nhá. Con này S-Tin của Đức này. Con này thì bác quan sát là bình xăng nhìn còn trắng đẹp này. Trắng đẹp này. Đấy, trắng nhá. Đấy. Mẹ xài bộ chế OneBro 2 kim luôn này. OneBro 2 kim VIP luôn. Bộ chế siêu VIP nhá. Tum. Con này là 23cc này. 23cc. Hình như là con này xài tum nhôm. Tum nhôm luôn. 23cc tum nhôm luôn này. Quá VIP luôn. Đấy, không lo bị cháy tum nhá. Đấy. Con này là S-Tin đấy. Đó, dây giật trắng nõn luôn này. Đó. Con này quá đẹp, xuất sắc. Cái này là, đây nó ghi là Shibaza, nhưng máy này thực chất là máy S-Tin của Đức nhá. Đấy, nóc này nòng huyết bí tông nhìn sáng đẹp này. Đấy. Con này đẹp đấy, T22. T22 thì em này tính cho bác con này là, vì con này quá đẹp nhá. À, máy tum nhôm luôn.
Đấy, con này tính cho bác con này là 850.000. Đấy. Thì bác cứ thêm cho em, bác nào không biết dọn thêm 100k bên em dọn ngon lành nhá. Đấy là có 950 thôi. Đấy. Ok. Tiếp tục. Em mời lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo lên cho bác cái con một con máy thuộc dòng Mazuyama nhá. Mazu này là Mazu, máy này là thực chất của nó là máy Mitsu T140 nhá. T140. Con này nhìn còn đẹp đấy, tung rời luôn. Đấy. Tung rời luôn. Đấy. Thế con này là đây nhá, bình xăng ở đây nhá. Đấy. Con này thì công suất nó khoảng 24 nhá, nòng 32 ly. 32 ly. Thế chờ chút nhá. Con này hơi quá dã man luôn này. Hơi đẹp này, thấy không? Đấy. Ok. Con này là dòng Mitsu T140, vỏ áo nhìn còn đẹp này. Không có bể vỡ gì luôn. Hơi chắc nhá. Công suất 24, nòng 32, tum giờ. Thấy không? Quá đẹp. T23. T23 nhá. T23. Con này tính cho con này 900. Đấy. Như cái con này thì bác phải thêm tầm 150 thì may ra mới dọn được cho bác nhá. Đấy. Đấy. Vì con này là nhiều lúc là phải lên chế ấy, lên chế ngang ấy. Lên chế ngang mất tầm 150, chưa tính công dọn. Đấy, cái đấy bù vào 200. Đấy. Ok. Chờ chút. Tiếp tục em lên cho các con tiếp theo nhé. Tiếp theo lên cho bác con này, nó là cái con Zubi này. Zubi hay là máy này thực chất của nó là máy máy này nó là Komatsu nhá, Komatsu Com 2002. Công suất là 22cc, nòng khoảng 32 ly nhá. 32 ly. Con này tình trạng của nó là đây, máy bãi về còn đẹp nhá, nhìn còn đẹp lắm. Đấy, nhìn này. Đấy, tay lái đây, tay lái zin nguyên bản nó đây này. Đấy. Cùi kẹp bao đầy đủ cho bác nhá. Xài bộ chế One Zone nghe đỏ tự động này. Con này dây giật còn trắng tinh rồi. Ui, dây giật trắng quá này. Con này còn mới nhá. Đó, nhìn thấy không? Quá đẹp. Rồi. Con này nó là con T24 nhá. T24 này. Con này em tính cho con này đẹp đấy. Con này tính cho con này con này tính con đẹp này tính cho con này tính cho 950.000 nhá. Đấy. Thì bác cứ thêm cho em 50.000 à 100.000 tiền công dọn nữa. 50.000 phí ship nữa nhá, là ok. Con này đẹp đấy. Tiếp tục nhá. Em lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo lên cho bác cái con này, nó là cái con thuộc dòng Lativo nhá. Lativo này. Con này máy khỏe này, máy 26 luôn con này. 26 nòng 34 này. Đấy, con này khỏe này. Đấy, Lativo là nó là hàng tàu xuất Nhật nhá. Dùng rất là ngon, cực kỳ ngon luôn. Đấy. Hàng tàu xuất sang Nhật thì ok. Đẹp. Đây tay lái zin nguyên bản luôn, còn dây cho bác luôn này. Đấy. 26 lòng 34 mà dây giật còn trắng tinh luôn. Đây. Ui dây giật này, nhìn trắng không? Đấy. Con này đẹp đấy. Nhớ. Con này máy 26 lòng 34 T25 nhá. Con này em tính cho bác con này là như con này thuộc dạng đẹp này. Con này tính cho 1 triệu nhá. Đấy bác cứ thêm cho em 50.000 à 100.000 tiền công dọn nhá. 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện là ok thôi. Đấy con này máy đẹp đấy. 26 khỏe. Tiếp tục nhá. Em lên cho bác con tiếp theo này. Tiếp theo thì em lên cho bác một con máy thuộc dòng Zubi nhá. Zubi 2370 nhá. Đấy, 2370 này 23cc nòng 32 này. Con này tình trạng máy còn ok ấy. Đẹp ấy. Đây này. Đấy, nhìn này. Thấy không? Đấy, tay lái zin nguyên bản đây nhá. Đấy, con này thì hơi rất là ngon nhá. Hơi ok này. Dây giật trắng này. Thấy không? 23cc nòng 32 nhé. Đấy. Con này đẹp đấy. Thấy không? Rồi. Con này là con T26. Con này em tính cho bác con này là 700k. Đấy. Thì có bác nào không biết dọn thêm 100k bên em dọn ngon lành cho nhé. Mấy cả 50.000 phí ship nữa. Là ok. Đấy. 26 này. T27 này. 27 em lại lên cho bác con tiếp theo là một con thuộc dòng Lativo nhá. Lativo 26 này. Con này là nòng 34, 26cc nòng 34 ly. Bình xăng còn trắng này. Con này cái hay của nó ở một chỗ là nó có dục ổ giật trợ lực to nhá. Và tung rời luôn. Đây. Con này bác có thể tháo ra gắn xịt thuốc ok luôn này. Đấy. Con này dòng này dùng ngon lắm. Đây.
đấy, này đẹp này, nhìn lốc ngoài sáng choang này, đó, dầu mỡ gì nhá. Đấy, nói chung con này là đẹp đấy. Đây. Ui giời, hơi quá là dã man luôn. Hơi ngon nhá. Đấy. Rồi. 26 lòng 34 ly tum giờ trợ lực nhá. Đấy. Con này là con T27. T27. Con này em tính cho bác, con này là 1.1 triệu. 1.050.000. Đấy, bác thêm cho em là 50.000, à 100.000 công dọn nha. Bác nào không biết dọn thêm 100.000. Còn bác nào về tự dọn thì vẫn thế. T27. T28 này. T28 thì lên cho bác cái con này, nó là cái con thuộc dòng Sinewa nhá. Dòng này thì bền rồi. Dòng này gọi là dòng siêu bền. Sinewa, Sinewa này nó là Sinewa 232 cơ. Mình sang mình xếp nhìn còn trắng này. Đây. Đấy. Đây này. Sinewa 232 tum nhôm nhá. Đấy, không lo bị cháy bạc đạn luôn. Đấy, con này ngon lắm. Cháy tum, không phải cháy bạc đạn mà cháy tum. Con này là 23cc lòng 32 nhá. Hơi này. Ô dây giật còn trắng này. Các nhìn thấy không? Hơi quá ngon. Đấy. Hơi tuyệt vời nhá. Dòng này thì bao bền rồi. Dòng này gọi là tổng bền nhất trong các loại rồi. Bao cho bác cái dòng này có thể là đi phát thuê luôn nhá. Đấy, phát thuê thoải mái luôn. T28. Con này em tính cho bác con này là, con này tính cho 1 triệu nhá. Đấy, bác cứ thêm cho em 100.000 tiền công dọn nhá. Đấy, là ok. Đấy, con này đẹp đấy. T28. T29 này. T29 là con này nhá. Con này thì nó là cái con thuộc dòng Estin của Đức nhá. Hàng này hàng Đức này. Con này thì nó xài bộ chế OneBrone đỏ 2 kim này. Con này quá ngon, xuất sắc. Đấy, con này đẹp đấy, tui bình sáng trắng này. Đấy. Tay lái zin nguyên bản đây nhá. Đây, con này thì công suất nó khoảng 22, lòng 32 ly. Hơi còn chắc này. Đấy. Con này ngon nhá. Con này đẹp đấy. Con này nhìn đẹp. T29. Con này em tính cho bác con này là, em tính cho 750.000. Đấy, bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện rồi nhá. Là ok. Rồi, lên cho bác con cuối cùng đi. Cuối cùng thì lên cho bác con này cũng là một con Estin nhá. Con này cũng hàng Estin của Đức luôn. Con này giống y con này luôn. Hai con giống nhau nhá. Hơi này. Ôi con này hơi chắc đấy. Quá ngon. Bình xăng nhìn trắng này. Con này đẹp, con này đẹp nhá. Đấy, ui trắng này. Đấy, con này quá ngon luôn. T30. Con này đẹp, con này tính cho bác 850. Bác nào không biết dọn thêm 100k về dọn ngon lành rồi nhá. Tổng về nhà 950 thôi. Là ok. Thôi, video đến đây là dài, xin kết thúc video tại đây đi. Các bác mua hàng liên hệ với em theo số là 0973 nhá, 931442. Rồi, cảm ơn các bác xem video.